chào quý vị, mến chào ông bà cô chú bác và anh chị em thân mến. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống nha. Hello mọi người. Vui quá, vui quá cả nhà ơi, vui quá rồi. Hôm qua em xem được cái con Lele 61. Nó nói là lúc này nó muốn đi tù lắm rồi quý vị ơi. Năm nay là năm 2024 nha quý vị. Có thể là năm nay nó ước gì được đó rồi đó. Trời ơi, nó nói trời hùng hồ quá trời luôn á nha anh. Nó nói tuần sau ha, Lele 61 sẽ đi xuống suối. Gặp ai mà quay anh em vô cư là Lele sẽ đánh người đó, bẻ điện thoại luôn. Trời đất ơi. Em nghe cũng mắc cười quá trời luôn. Nó tối ngày nó cứ lên nó hâm he, nó rồi đánh người ta hết người này tới người kia hoài. Em nói hoài à, cái con này là phải uống thuốc mà nó cứ quên uống thuốc hoài à, biết không anh? Trời ơi, nó cứ lo thời gian, nó lo thời gian á, nó ăn nằm, nó uống rượu đỏ không à. Người ta dành cái thời gian đi khám bác sĩ để mà đi uống thuốc, đúng không? Đúng rồi. Chứ lên mà hâm he hoài. Trời ơi, hâm không có làm gì ai hết trơn á. Đó, từ bữa tới giờ gần cả năm trời rồi, có thấy nó hâm, nó đánh người này đánh người kia, bẻ găng người mấy anh em YouTube người này người kia. Quý anh chị thấy có làm được cái gì không? Toàn là núp ở trong nhà không, cái mặt còn dám đưa lên nữa. Đòi đánh ai? Thôi xạo cái được cái miệng thôi. Rồi á, đòi đánh người ta ha, hẹn người này người kia lên tò rồi đánh người ta. Rồi á, người ta lên tò làm gì được ta? Đó. Thằng bồ nó, thằng bạn trai của nó, truy kỹ của nó có cái mình mà không có cái đầu ha, còn nói có cái súng 308 hay nó ra khè. Trời ơi, 308 đâu? Lúc mà mình á đi á ra tò đó, ha, nó còn hứa trả tiền xăng lại cho anh nữa. Cây 308 đâu? Đâu xong lấy ra xài, không lấy ra chơi. Xong nói cho cảnh sát nghe, ờ tao có cây 308 mà. Đó. Rồi nói trả tiền xăng cho anh, nó tới bây giờ luôn đâu có trả đâu. Anh nói là trả cái tiền xăng đó là mua bánh mì phát cho anh em vô cư đó. Cho nó tiền đó để mà cho nó đi phát cho người ta, đừng có lên cộng đồng mạng để mà làm clip với video á chửi người này kêu hoài. Thì đó, thì bây giờ cái mấy cái tiền xăng của anh á, nó bơ đi, nó nói đưa 500 cho anh. Thì bây giờ anh nói là thôi bây giờ cái 500 đó là giống như trao, giống như mua quà cho vô cư đi. Thì bây giờ Lele 61 nó xuống suối rồi, bây giờ sẵn sàng xuống suối đi, chạy đi mua bánh mì nè. Đúng rồi. À, mua 500 bánh mì xong rồi đem xuống dưới quay. Mua 500 đô bánh mì á. Ờ, mà quay thì nó quay mặt của người ta nha. Ừ, đúng rồi, quay mặt nha. Quay chân hay quay ở đâu quay? Quay chân thôi, quay cổ quay xuống, quay cái thằng mà chi kỹ có mình không có đầu á. Nói ngày quay cái thằng đó. Đầu, mấy người mà nó nói quay đừng có quay cái xuống quay suối á, mấy người mà hút á đừng có quay cái mặt người ta đó. Vậy là thằng chi kỷ của nó cũng hút đó anh, thành thử ra quay cái mình thôi, nó không quay cái đầu, đúng không? Bởi vì chi kỷ của mình mà không có cái đầu à, hâm he đòi hành hung người ta với suối nữa, xuống suối nữa. Ủa cái suối đó em thấy, ủa bây giờ nè quá trời người xuống quay luôn á nè. Có hàng thì bớt lại rồi ha. Có bà Hương qua đèo nè. Ha, rồi thêm giờ có thêm Lộc nữa nè, Sì Cờ nữa nè. Rồi có thêm con Phượng Sơn Si nữa nè, chở ra nè. Đó. Nó nói nó thương anh em vô cư quá. Ha, trời ơi, thương anh em vô cư đó, không có cho ai quay anh em vô cư hết trơn á. Tại sao anh biết nó không cho người ta quay anh em vô cư không? Tại vì những anh em vô cư ở dưới suối biết nó ha, không có thích nó, không có cho nó quay. Cho nên nó sân si, nó thấy trời ơi sao người ta được quay mà mình không được quay vậy. Rồi. Ai đi xuống cũng quay được hết trơn á. Người ta cũng cho quay hết trơn á. Ừ, Lele 61 anh. Trời ơi, sao ai đi xuống suối á cũng quay được hết trơn mà tại sao có mình nó mà không cho quay. Ha, quay thiện cũng cho quay ha. Anh Phúc nè cũng không cho quay, phải quay lén anh Phúc nữa, có lần nó quay lén anh Phúc nữa rồi quay chị Thủy cũng quay lén nữa, phải không? Thấy chị Thủy đứng được sao đèn đỏ á anh. Nó quay chị Thủy, quay lén chị Thủy nữa. Rồi quay hả Lộc nữa, trời nó kêu người ta đừng có quay mà nó quay biết bao nhiêu người rồi mà người ta toàn mấy người đó toàn không cho nó quay không à. Nó toàn không quay lén người ta không. Tại à vì nó đem quà cho người ta em, nó không có cho quà người ta. Đúng, anh nói đúng, nó không cho đúng quà rồi, nó cũng cho tiền lần nào nó lại quay, nó cũng quay lén không tiền, à không cho tiền, không cho quà người ta thực phẩm đồ ăn, đúng không? Phải cho người ta vô cư, mày muốn lại quay thì mày cũng phải cho, phải biết chuyện cho quà cho người ta, cho thực phẩm cho người ta, không cho tiền người ta đi mua đồ ăn. Không cho gì hết trơn, cầm cái máy quay hoài. Bởi vì biết cái mặt của nó, không cho nó quay. Sân si nó tức lên, cái nó đi kiếm chuyện người ta. Nó nói ai đi quay là nó không cho quay. Nó lên nó chửi người ta. Nó nói thương vô cư. Ủa, vậy sao hồi bữa con Phượng sân si á, nó xuống nó quay anh Phúc á anh. Ha, mà anh Phúc á nói là ông Phượng á là đủ rồi. Trong một cái clip đó thôi mà hả, quay mà anh Phúc nói biết bao nhiêu lần đủ rồi, đừng có quay nữa. Ha, mà sao không cái vụ này không thấy nó lên tiếng. Mà bữa hôm sau em thấy á, ha, bà Hương quay
con Hằng quay thì nó lên nó nói liền à. Trong vòng ngày đó nó lên nó liền luôn. Con Hằng vừa lên clip một tiếng hồ, hai tiếng hồ nó lên nói liền ha. Bà Hương vừa lên clip là nó lên nói liền ha. Nó nói hai người một lúc luôn. Mà tại sao con Phượng hôm ngày trước á, nó quay anh Phúc mà anh Phúc không cho, tại sao nó là không lên nói? Tại sao? Tại vì á ha, nó muốn kiếm, nó muốn kiếm chuyện á, là tại vì con chủ nó là con trùm cú sân si thê nó lên nó bịa chuyện nó vô khống ha. Tưởng đâu là nó có cái bệnh á, mà cái bệnh của nó mà cái bệnh mà quên uống thuốc của nó đó, nó hay chạy ra đường, nó trần nghi nhộng nó chạy ra đường đó đó đó, cái bệnh của nó lên nó cho nó chửi đại, nó chửi càng đi để có gì á ha, người ta có thưa nó cũng sao đó. Con chùm cuối sân si chống lưng cho nó làm sao đó. Mày cứ lên chửi đi nó, tao cho tiền miệng tháng nhiều ha. Đó, uống rượu đỏ giờ kênh của mày tao cũng sẽ hả lăn xe cho mày, tao không dám kéo kênh này lên đâu, tại vì mày chửi quá tao cũng dám kết bạn với mày nữa. Nhưng mà tao sẽ mua sụp cho mày đó. Thấy không, trong ngày hôm qua thôi anh đó, trong vòng một tiếng thôi, hai vợ chồng em đi làm về quý vị ha, mở vô bấm vô á ha, YouTube ha, coi kênh YouTube của chị Khai Linh Đỗ ha, rồi anh Mười rồi để ủng hộ phải không, coi sớm coi rồi, nhưng mà tối về mình cũng mở coi lại nữa. Thì á sáng nó... sớm á là lúc đó đó anh đi làm á, anh thấy là nó có 720 sụp đó. Xong rồi anh về á, xong rồi anh nó ra cái video đó, lúc đó là khoảng 9 giờ, 9 giờ, 9 giờ mấy gì á. Xong rồi nó up một cái video, 720 sụp á, thì nó nhảy lên một cái. Wow, 1.350 sụp, quá trời luôn trong vòng một tiếng hồ em. Trời đất ơi. Quá trời luôn. Mà nó lên mấy trăm sụp trong vòng một tiếng đồng hồ thôi nha quý vị. Mà nhìn lại cái video đó, có 100 mấy view à, mà ở đâu mà tới 700 sụp ở trong đó. Cộng là 630 sụp đó em. Được. Mà có 100 mấy view à, video up lên mất có 100 mấy view à, mà đâu 700, 600 mấy hả sụp view trong đó. Mắc cười luôn, biết cái mốt sụp rồi. Tại vì lúc video mất lên nhảy, là đương nhiên phải có khán giả cũ, khán giả mới coi, biết không? Mà mới có 100 mấy view à, mở đâu mà nhảy lên tới 600 mấy sụp cho nó. Trời đất ơi, là biết rồi, đó, biết nó mua view rồi. Đúng rồi. Ha. Nói cái view này cũng là bên Phượng Tây Ly em. Mua cho nó, anh biết không? Tại vì á, bây giờ á, nó mua sụp nó mua luôn cả wheel nữa, biết không? Xàm ghét, xạo quá. Rồi không ai nghe hết trơn á. Quê quá, bây giờ á, không lấy giờ nó ngồi nó nói hoài. Nói hoài cũng, nó cũng, nói hoài phải không? Nói hoài không có wheel mà cũng không sụp nữa. Đó, con chồng cuối á, muốn nó nói á, là phải mua sụp cho nó. Phải mua wheel cho nó. Đúng rồi. Đó. Tại vì nó có clip nó giống như, nó nói là cũng như là, nó nói là giống như cái kiểu mà nó tính nói Phượng Gà Ly mà nó không dám kêu tên Phượng Gà Ly. Em hiểu không? Tại vì có thể giống như đang cãi lộn em. Tại vì mấy người, mấy cái nick mà Trúc Minh Tê mấy người đó Trúc Minh Tê mất hết trơn trơn rồi. Không thấy, lúc này không thấy. Trúc Minh Tê cái này chắc bả đi thở oxy rồi. Một là thở đi oxy, hai là bị con bả lôi cổ xuống. Tôi nghĩ là bên Phượng nó cho tiền chứ lè 61 này, bởi vì nó cầm miệng, nó không dám kêu tên nữa. Đúng rồi. Nó kêu tên từng người nó chửi nó, bên kia nó sợ, biết không? Mà nó chửi mày xong rồi nó sẽ bị tẩy chay luôn em. Ăn bắp cái gì? Lê nó chửi bên kia nó sẽ tẩy chay, nó cũng không dám kêu tên đâu em. Đúng rồi. Kêu tên một cái nó tẩy chay luôn á. Trời, sao dám kêu, sao dám đụng tên. Tại sao mà tên á, bà Hương nó kêu lên. Con Hằng nó kêu lên. Mà con Phượng nó dám kêu. Chủ nó mà sao dám kêu, trời kêu là không có rượu đỏ uống. Vì ba cái rượu đỏ đó quý vị, mà lên vô khống bất chấp luôn, rồi hành hung rồi người ta, rồi đánh người ta đi xuống suối, thấy người ta hả, ai cầm máy quay vô cư là đánh hả, đánh được bao nhiêu người, dám đánh không, nói bằng cái miệng không, tới hồi mà thấy người ta đó, mà ở trên đó, phim á, video á, nói hay lắm, tới hồi gặp người ta chạy đứt dép luôn, nó chạy bung dép, đứt dép luôn đó quý vị. Rồi đánh người này kia, tới hồi người ta nói, ơi ngồi ở đây đi đợi người đó tới đi rồi để ba mặt một lời nói chuyện. Ha, để ai đúng ai sai. Trời ơi, chạy đứt dép luôn. Đánh được bao nhiêu người, bữa giờ đánh được bao nhiêu người rồi. Chưa đánh được ai hết trơn, ngồi trốn ở trong giấu cái mặt vô nói chuyện. Trời ơi, không dám lên mặt nữa. Con suối đó bây giờ ngày nào cũng có người quay hết trơn, giỏi đi xuống con suối đó. Bắt cái ghế ngồi dưới á, ha, tao nè, ngồi ở đây nè, đó.
ai tới quay vô cư tao hả đánh bể điện thoại, đánh bể điện thoại luôn đó. Con suối đó đâu có chạy đi đâu đâu, không cái nó có cái chân nó đi xuống được mà, con suối thì không có chạy đâu hết trơn á, không đi đâu hết á. Ngồi đó mỗi ngày đều có người xuống quay hết trơn á, ngày nào tao cũng up clip hết trơn á, em thấy ngày nào tao cũng up hết trơn, lên clip hết trơn á, mà nó làm gì được ai. Sao xạo bài đặt gũ bè của nó nữa anh, nó gũ mấy người nào á, hai đi xuống suối chung với nó, để mà chiếc này đi xuống suối á, một đám tụi nó đi xuống dưới hả muốn là hành hung đánh người ta bể điện thoại đó. Đó cái đám này là nó nói trước rồi đó, nó đến hành hung người ta đó nha. Chuyến cái này vụ... mà xuống suối mà có chuyện gì á là cái đám của tụi nó đó. Cái vụ mà subscriber lúc trước á, Lê nói sao em nhớ không? Lê nó nói á, à mấy người mua sụp á là dơ là bẩn ha, nó dơ bẩn mà hả, tại sao con Phượng Sơn Si nó cũng mua sụp đến không nói, con Phượng Sơn Si á một năm mấy gần hai năm trời không có lên sụp ha, mới lên có vài cái video thôi, lên mấy chục ngàn, lên mấy chục ngàn sụp, đó nó mua sụp đó, tại sao nó không dám nói. Tối ngày cái nói cái chị à, nó kêu cái chị à, áo hai dây, chị áo hai dây mua sụp, ủa cái chị áo hai dây á mua sụp, nó nói chị đó là dơ là bẩn đồ, ủa bây giờ nó đang làm gì vậy, nó cũng mua sụp nó còn bẩn dơ hơn á, ai hết á, không có ai bẩn dơ hết trơn á, người ta mua sụp á ha là tiền của người ta, không ai bẩn dơ hết trơn á, người ta không có nói gì hết trơn á, còn nó những cái gì nó chửi người ta bẩn dơ mà ngược lại nó làm cái bẩn dơ đó, nó mới là cái người bẩn dơ, tại sao nó biết cái đó bẩn dơ mà nó vẫn làm cái đó mà là bẩn dơ, anh hiểu không? Đúng rồi. Hồi trước nó nói à, có hàng á là hả làm mặt là silicone, là làm mặt silicone à, ngực mông là silicone bơm rồi này nọ kia, nó nói quá trời nói luôn, nó chê người ta quá trời, chê hết người này, phụ nữ nào nó cũng chê là xấu là thậm tệ hết trơn. Quý vị em thấy là phụ nữ nào người ta cũng đẹp hết trơn mà mỗi người ta mỗi cái nét đẹp nó khác nhau, quý vị đồng ý với em không? Đàn ông cũng vậy nữa, mấy anh cũng vậy nữa, người nào cũng mỗi người có một cái nét đẹp khác nhau, đúng không? À còn á con này á lên á ai nó cũng chê á là hả xấu, phụ nữ là xấu á, trong mắt nó ai cũng xấu á, có mình nó đẹp à á, nó chê người ta mua sụp á là bẩn dơ, mà bây giờ á nó bản thân của nó á ha, nó mua sụp mua wheel luôn á, nó bẩn dơ biết bẩn dơ mà vẫn làm, giờ nói á người ta xấu đi làm mặt lên sửa đi làm thẩm mỹ á là xấu, người ta làm thẩm mỹ á ha mà nó chê xấu, mà ngược lại nó lặn đi 9 tháng trời nó cũng hả đi làm mặt ha, cũng đi làm mặt rồi, trời ơi làm mình làm lúc đó nó toàn là nó chửi người ta, mà những cái nó chửi người ta xong rồi nó làm không à. Đúng rồi em nói đúng rồi đó, tại vì á anh biết tại sao nó chửi người ta mà nó làm không, cái lúc đó nó tức quá, nó không có tiền làm giống người ta làm, nó thích nó thấy đẹp nó thích, đúng không? Nó không có tiền làm, rồi tức quá nó lên kiếm chuyện người ta, ha, kiếm chuyện người ta, rồi á được cặp được cái thằng á bò đi chi kỷ của nó, ha, thằng đó chi tiền ra cho nó để cho nó đi làm, đó đi làm lên xong rồi ha, rồi á bài đặt, ôi à, lên lúc nào á cái mặt á thì lên á video á cũng hạ cà áp cho giữ vô, cà áp cho cố vô, rồi á đi chê này kia xấu, trời ơi em nói cho anh chị cô bác nghe, ha. Bây giờ á người ta lên á có app á, là người ta lên người ta xài app á là phụ nữ đàn ông gì á bây giờ á ai cũng xài hết, đúng không? Mình đừng có xài cái app lên xong mà mình đi chê người ta xấu rồi này họ kia, trời ơi mình thử á mấy mặt của mày, mình để mặt mộc của mày ra, mình để mặt mộc của mày ra ha, mày để mặt mộc mày đứng son phấn gì hết trơn á, tao cũng không son phấn gì hết trơn á, lên video với mày live stream với mày nè ha, mày live stream tao live stream đó, để thử coi tại sao nó dám nói với em, mà nó tối ngày đi nói với con Hằng ha, nói trời ơi mày nói với tao đi, nó tao là hả thực tế lắm, tao không có ngại gì hết trơn á đó, mày chơi với tao đi, trời ơi cái mặt của mình á, mình có soi gương lại mặt của mình chưa, cứ mở miệng ra mà lấy gì nó chơi em ơi, đó nó bây giờ nó đang ở đâu rồi em? Trời, nó ở nhà ké của hả chị kỹ nó, ở chị nhà đó. Người ta, ở nhà của vợ body đó. Nó là cái con mà, là sao mốt á, tới nhà người ta đó. Nó ở để cho người ta chơi thôi em. Okay, mấy người đó dễ tiền lắm em. Tại vì bữa hôm anh nghe cái khán giả nói, cũng như nói một câu bình luận, một câu nói là
Le Le với Birdie là cũng như là hai vợ chồng gì á em. Đúng rồi. Xong rồi nó không chịu em. Anh biết tại sao tao nói hai chồng không? Tiền. Tại vì vợ chồng người ta mới ở chung nhà, tưởng đâu là hả? Đúng rồi. Vợ chồng tưởng đâu tụi nó tối ngày nó mở miệng ra Birdie của Le Le, Birdie của Le Le thì người ta tưởng nó là vợ chồng, thấy thấy đi nó xè nẹo đó, nó xè nẹo với nhau đó. Ha. Trời ơi, thì tao nói nó là vợ chồng, nó không chịu vợ chồng. À, không chịu vợ chồng mà xè nẹo người ta, cái đó mới mắc cỡ anh biết không? Trời ơi, phụ nữ, đàn bà phụ nữ mình cũng phải có cái sĩ diện của mình, xè nẻo người ta, ăn ở nhà người ta, nó cho người ta xài, cho người ta chơi. Mà bây giờ người ta nói là vợ chồng thì nó không chịu vợ chồng. À, ai mắc cỡ nó mắc cỡ chứ ai. Rồi đã vậy á, ha, nó nói nó thương vô cư ha. Em hỏi anh á, tại sao anh Phúc mà nó không lên tiếng, anh Phúc kêu đừng quay á, tại sao nó không lên tiếng Phượng. Rồi á, nó nói nó thương vô cư, tại sao nó biết con bạn của nó đó ha, đó lấy cái tiền của anh Mía trả tiền khách sạn, tại sao tới bây giờ tụi nó còn im thinh đi. Nó nói thương vô cư mà anh chặn tiền vô cư, lấy tiền của vô cư anh Mía đó. Tới bây giờ cái tiền 400 của anh Mía nha, cái con bạn của nó còn chưa trả cho anh Mía nữa đó quý vị. Anh Mía là vô cư nha, mà nó rủ anh Mía đi vô khách sạn nha, rủ anh Mía khách sạn, lột hết tiền của anh Mía luôn đó. Dỡ anh Mía khách sạn, lấy hết tiền của người ta luôn, trong người của người ta còn có ha, tiền mặt á là còn có 100+ đô thôi, 180 ha. Còn á, tiền kia á, là tiền đi ăn uống chung, nó nói hùng chung á, với anh Don để mà trả tiền. Mà bây giờ cái tiền đó là hả 200+ nữa, anh Don kêu nó thôi trả lại đưa qua cho anh Mía luôn, là coi như cộng lại hai cái tiền của anh Mía, lại tiền ăn chung hôm đó chia ra hai người á, là đưa lại Mía là 400. Nó lấy 400 đó mà tới bây giờ nó không trả luôn. Rồi tiền bánh mì của anh ha, đó 500 thiếu ông xã em. Ông xã em kia nó phát quà cho anh em vô cư dưới suối, mua bánh mì 500 đô đó phát cho anh em vô cư, tới bây giờ nó cũng không làm luôn. Thương vô cư cái gì? Nó thì mượn cái danh vô cư lên để mà kêu gọi xin tiền, giả bộ lên sợ ba xạo ha, mượn cái danh vô cư lên để mà đi chửi người này chửi người kia, để cho con chùm cuối sân si đi ra làm lại, xin tiền lại, kiếm tiền lại, gạt tiền của mình thường quân lại để mà chia cho nó tiếp. Đúng rồi. Chứ nó thân vô cư gì? Nó đây là cũng như anh biết là nó muốn lừa đảo tiền của khán giả mình thường. Chưa gì hết là thấy nó lừa đảo tiền rồi. Đúng chưa rồi, hết là đã nói nghĩ pháp lý. Là biết rồi. Là biết rồi đó. Không ai cho nó đâu. Không ai cho, anh biết không? Dĩ nhiên rồi. Không ai cho, xong nó xây qua nó kêu tới cái vô quán mì ăn. Khách á, vô ăn á, một tô á, mì. Ha, ăn một tô, mua thêm một tô, tính tiền hai tô, để lại một tô đó, phiếu không được đem ra, để cho ha, để đó cho ông đi qua lại, cho mấy anh em vô cư rồi nọ tới ăn. Lúc đầu nói là cho vô cư nha, rồi mình nói á, vô cư nào mà tới đó ăn hả, vô cư không có tiền ai mà em vô nhà hàng mà hả, không đó không cho người ta cầm phiếu ra để cho phát cho vô cư, người ta mới có cầm cái phiếu đó vô, người ta muốn lấy thức ăn đó được, không cho cầm phiếu ra mà vô cư nào dám vô đi nhà hàng. Mấy cái tiệm đó anh không bao giờ lừa đảo của anh không có tới ăn đâu. Trời, cái quán đó ế lắm anh ơi. Trời ơi, bạn của em sang xe chạy qua trả lại em có mấy người bạn á ở sân xe đó chạy qua trả lại á, gần cái chỗ đó mà người ta nói trời ơi bây giờ cái quán đó nó vắng lắm em ơi, cái quán nó vắng lắm, bán vừa mắc ha, đúng rồi, bán vừa mắc, bán giá trên trời không à. Bán giá trên trời không à, mà đã vậy giờ vô ăn còn phải trả tiền thêm một tô nữa, người ta không vô nữa. Vắng que à, ngay cái giờ ăn luôn, giờ cao điểm giờ ăn trưa luôn mà vắng que luôn á quý vị, vắng que luôn thứ bảy á, thứ bảy chủ nhật gì á, mấy ngày đó đông lắm. Đông lắm, tiệm nào cũng đông hết trơn á, mà cái tiệm bả chạy ngang tiệm bả cũng vắng que à, khách không có xe đậu luôn á. Trời ơi, cái tiệm nó tẩy chay rồi, lên con Le Le. Bây giờ á cái tiệm nó bị tẩy chay rồi, không ai tới á. Bán vừa mắc nè ha, mà từ thiện từ ơi gì, nếu mà người chủ mà tốt anh biết không, từ thiện đó làm cái cần mà kêu khách vô ăn mà phải mua tô trả tiền tô mà không cho người ta cầm phiếu ra, mình từ thiện mà làm chủ mình muốn làm một từ thiện á, phát đồ cho vô cư thì mình cứ hạ một tuần hay là một tháng mình cứ làm lần hai lần đi, hay là làm ngày 15 đi, hay là mùng 1 đi, một tháng một lần hai lần đi, đúng không? Mình phát tâm từ thiện đó, rồi mình trải cái bàn ra ngoài trước á, cái quán đó đó, rồi mình để làm sẵn đó, rồi cái cho người ta biết cái giờ đó ha, trong cái giờ đó một tiếng đồng hồ là tôi phát bao nhiêu phần ăn gì đó cho những anh em vô cư tới đó là ta lấy là xong rồi. Đằng này á ha, kêu khách mua lại, đúng rồi, cái đó là hai trả tiền trước. ai được lợi người chủ bán tự nhiên bây giờ bán một tô mà người khách lại cho ăn một tô phải trả tiền theo tô, tất nhiên bán được hai tô, cái đó là từ thiện gì, cái đó là hả lợi dụng vô gia cư để mà kinh doanh á
ha, từ thiện. Đúng rồi. Đó. Chứ không phải là từ thiện, cái nào nói đúng cái đó. Em nói thiệt các anh chị con bà con chú bác ha, ở Thân C, các anh chị con bà con chú bác á, muốn giúp anh em vô cư á ha, mình gặp anh em vô cư ở ngoài đường, mình cứ hả mua bánh mì hay là mua phở, mua cơm gì cho các anh ăn. Đó. Đó, mình cứ mua trực tiếp ha, mình muốn trao quà gì mình trao trực tiếp. Đó, không có cần qua trung gian hay không có cần gì ghê mà phải mà mua một tô mà trả tiền một tô quá trơn á, tào lao. Đó. Để mà chi? Bây giờ á có ai tới ăn đâu? Để cho nó tới nó ăn không à. Bữa hôm cho mình lên lạc mặt nó là bây giờ hết tới luôn rồi. Trời ơi, bây giờ nó có tới nó cũng dám quay nữa. Ai vô mua cho nó xong rồi nó kéo con cái nó tới nó ăn. Đúng rồi. Tại vì con cái nó săn xê mà. Đó, kéo tới ăn, còn nó thì nó ở nhà ké, nó ở nhà vợ của bố đi. Ha. Trời ơi, đi vậy? Đi á lại nhà người ta ở. Tại sao lại nhà ta ở? Tại nhà của nó là mobile home mà mobile home nó không biết là nó chưa chắc gì nó mua ngôi nữa, em nghe nó là nó mướn nữa cái mobile home đó. Em nghe nó mướn nữa ở trong hả, trời ơi, nuôi chó phân chó tùm lum hết trơn á. Cái bản thân của nó đi soi nhà người ta, đi soi nhà người ta ha, tối ngày đi nói nhà người ta mà cái nhà của nó trời ơi cái mobile home của nó người ta nói trống hả, trời ơi toàn là phân chó không à, nó hôi mình chết luôn, dơ mình chết luôn, đông lá tùm lum á, không có dọn dẹp. Nó rảnh á dọn dẹp nhà cửa đi chứ đừng đi soi mói người ta. Ngày nào cũng nghe lên clip bà Hương con Hằng, mày nói người ta nói bà Hương con Hằng không làm gì được bà Hương con Hằng, không làm gì cho con Hằng hết. Vậy tại sao mày lên mày nói vậy, phải mày mắc cỡ không mày nhục không, mà mày nói mày đưa con Hằng á ủ tờ mà tới nay ta thấy mày có con Hằng nó cũng ngồi ngoài kìa. Ủ tờ đâu, đâu đúng rồi, ủ tờ ai đâu, iOS FBI đi đâu rồi cái chuyện đó. iOS FBI không, rồi đâu rồi sao mà không được cái khi lên im khô vậy hả, dấp láo lên bày đặt cái chăn lờ. Đúng rồi, kêu bởi vì chăn lờ le le sáu mốt mắm thúi Kiên Giang là đúng lắm, không có sai mà. Trời ơi, đã như vậy á còn nói á, chỉ có tôi á, chỉ có Trang L đây á, mới đưa Hằng ra pháp luật được. Pháp luật nha, người ta pháp luật, nó pháp luật nha quý vị. Mới đưa Hằng ra pháp luật được. Đó, bây giờ Hằng kìa, nó cũng khoai khoai, nó cười hô hố. Trời ơi, nó còn giàu thêm lên nữa, nó còn đi làm thẩm mỹ nữa, nó đi làm đẹp nữa, thấy không? Nó còn giàu lên nữa, nó làm đẹp. Trời ơi, nó thích á, thì nó xuống, nó quay, nó phát visa cho các anh. Đó, thấy không? Thế mày thấy không? Tao á, chỉ Nhi với anh hai nè, anh hai còn hơn của Hằng nè. Anh hai á vậy á, không à, còn đi xuống suối á, à, đi xuống suối á phát visa cho các anh em vô cư ăn đó, không mua quà trao cho anh em vô cư, à, xuống mấy lần rồi đó suối đó ha, trao quà, phát quà, phát bánh visa, trao quà nữa, trao thực phẩm cho các anh em nữa, đi mấy lần rồi. Bởi vậy bây giờ Hằng đi đây thôi, bây giờ có Hằng là mấy năm rồi đó, mà lần đầu tiên nó mới phát visa thôi đó. À, thấy ông xã Nhi anh hai thấy hay chưa, thấy không, bản lĩnh chưa. Còn con Lê nó nói thương yêu cơ mà không thấy nó phát gì hết trơn á. Đi xuống toàn quay ké không à. Thiệt đâu, phát em nó ăn welfare mà em, ăn tiền bệnh mà, ăn tiền điên mà em. Nói tiền bờ đề cũng vậy luôn á. Trời ơi, lên kiếm chuyện, thậm chí mấy người khán giả nó cũng lôi hình ảnh của người ta lên, nó đăng lên nữa. Rồi, hôm bữa em nghe nó còn muốn lấy hình ảnh của cái nít nào Bình Minh nữa. Rồi cái chị gì nữa. Ủa, sao tới bây giờ không dám làm vậy? Sợ rồi hả? Sợ phải không? Sao nghe nói đăng hình gì lên nữa mà sao không làm tiếp đi, sợ rồi hả? À, yếu đừng có ra gió nha, không lạnh đó. À, con nít con ngôi ha. À, ôi ra gió làm chi ha, lạnh mó ác đó. À, chuyến này á ha, ngủ một cái tập đoàn đi xuống suối, ôi chuẩn bị hành hung người ta nữa đó hả. Bữa giờ á, nghe nói dữ lắm mà, bể găng này bể găng kia, giờ có cây 308 nữa. Rồi chiến này đi xuống suối hành hôn, đánh người ta bể điện thoại ha, để mà được ủ tờ ha. Đánh để điện thoại không ủ tờ đâu ha, nhưng mà cái Linh á, trời ơi, cái á mà đi á vô khống chửi người ta á, dám chửi người ta là phải kêu thẳng tên người ta ra luôn để coi mình có ủ tờ hay không, biết liền à, thấy không đó. Mà đừng có đánh điện thoại, đánh cái mặt luôn đi chứ mình đánh điện thoại làm chi, ủ tờ thấy không. Đúng rồi, muốn vô trọng sớm thì vậy thôi. Năm nay là năm 2024 ha. Em nói đâu có đó à, tại vì nó ước là nó sẽ được. Năm nay năm 2024 là nó sẽ được ủ tờ. Rồi cái thằng chi kỷ đó đừng có tưởng mà không có hạ liên quan nha. Thằng chi kỷ là liên quan với nó đó, tại vì nó
nó livestream và nó làm video tại nhà thằng Chi Kỷ. Đúng rồi. Thằng Chi Kỷ up video đổi với nó nữa. Và nó quay phim tại nhà thằng Chi Kỷ. Thằng Chi Kỷ đó hả, có bên cạnh nó nữa. Vẫn nghe tiếng thằng Chi Kỷ bình thường mà. Ha, có liên quan hết á. Đừng có nói mà không có liên quan. Rồi á, ha, con á, chùm cuối á thì hôm bữa cũng bẩn lắm. Kêu gọi tiền từ thiện của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, ăn chặn của Mạnh Thường Quân 2 năm trời hơn, không có sao kê ha. Rồi á, ha, lấy tiền của Mạnh Thường Quân mà đánh bóng tên tuổi cho mình. Trời, đi về Việt Nam. Đi về Việt Nam ăn hưởng để mà lấy cái tiền mà cho người ta thuê nhà rồi đó, thuê khách sạn rồi đó anh. Mấy tiền đó mua khách sạn là tiền của Mạnh Thường Quân không đó chứ, ở đâu có tiền ra. Mấy năm trước nó nghèo thấy mồ luôn. Ha, trứng cũng không có mà luộc ăn nữa chứ đừng nói chi mà hả đó mà làm từ thiện từ ơ gì. Rồi á, lấy tiền của Mạnh Thường Quân đem về làm á, ha, xây cầu, tên á thì để tên ba mình, đánh bóng tên tuổi cho mình đó. Mà tiền của Mạnh Thường Quân mà không lên nói á, đúng là nó phải nói á, cái tiền này tiền á, kêu gọi quyên góp của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân. Đúng rồi ha, để mà hả nó làm cái cầu này. Nó đâu có nói tới Mạnh Thường Quân đâu, vô ơn vậy đó quý vị. Ha, nó đánh bóng tên tuổi ha, tiền của Mạnh Thường Quân mà nói á là ha, của Phượng rồi để à Phượng giúp vô rồi kì kia, dắt láo. Ở nhà nó nghèo lắm, trứng luộc cũng có trứng mà ăn nữa, mẹ nó ha, trước nhà lá sụp sệ nuôi mấy anh em nó tiền không có trứng mà ăn nữa, đi học á hả phải hả lợi bộ nữa, đi cầu á ha, cầu khỉ còn té lên té xuống nữa, mà ở đâu mà có tiền mà đó mà làm từ thiện mà xây cầu trong vòng á mới có hả 2 năm mấy thôi à. Mới là hả xây cái cầu đó năm 2019 đó, thì bắt đầu kêu gọi từ thiện đó. Là xây lên cái cầu đó đó. Mà không có nói tên Mạnh Thường Quân, đúng ra phải nói cái tiền nguyên gốc là của Mạnh Thường Quân để mà hả xây cái cầu này ha. Đó, bây giờ Mạnh Thường Quân ai cũng biết trời ha, nó ăn trận vô ơn, lấy tiền xong á của Mạnh Thường Quân đánh bóng tên tuổi rồi á, nói tiền đó là của mình ha, đọc sao kê không đọc, biết bao nhiêu tiền gót vô nó ăn còn hơn con Hằng nữa đó quý vị. Đi về Việt Nam tưởng sao, đi vô cái chợ mà bán hải sản mua 2 con tôm, kêu cái chị bán cơm á là phải xách 2 con tôm lên, cầm 2 con tôm dơ cao lên ha, cho nó quay. Mà cái thằng chồng nó, cái thằng u hói 70 á ha, em nghe nói là người ta đặt cái tên á gọi là ổng là u hói 70 đó. Đó tên nó vậy đó. Trời đất ơi, không biết nghĩ gì sao, đàn ông đàn ơ gì đó mà hả nói từ thiện gì. Trời ơi, đi cái kêu cái chị nó cầm cao lên đi, cầm cao lên, 2 tôm dơ cao lên đi để quay coi cái cho thấy cái ngực luôn. Trời đất ơi, trời. Nó nham nhở dễ sợ luôn á, rất là phản cảm luôn mấy cái đó. Mà sao con lên lên nó không lên nó nói ta. Ha. Mà người ta bận áo 2 giây thì nó nói ha. Trời ơi, người ta bận áo 2 giây là tại vì trời ơi, chị Kha Linh đổ ha, người mấy người phụ nữ, trời em cũng thích bận áo 2 giây lắm, em bận luôn tới áo ống nữa đó quý vị. Tại vì ở đây nó lạnh quá thôi á, chứ không em bận tới áo ống luôn 2 giây là chuyện nhỏ. Trời ơi. Trời ơi, thấy người ta đẹp quá người ta bận ha, nó sân si, nó lên nó kiếm chuyện. Ha, nó bận không được tại vì cái vai của nó quý vị biết không? Trời ơi, vai của nó thẹo dít không à. À, thẹo dít không à, tại sao thẹo dít? Tại đó nó làm homeless mà, lấy chồng homeless, nó ngủ homeless mà, ngủ ở dưới bị muỗi cắn nữa, có thẹo. Dai của nó mình nó thẹo không mà, đâu phải là láng như mình đâu mà hả, nó dám bận áo 2 giây, dấu ống. Trời đất ơi, giờ sân si quá, thấy chị Kha Linh đổ đồ bận đẹp quá, giờ thấy mấy chị gái đồ bận đẹp quá, không, mình bận không được, cái lên kiếm chuyện người ta, rồi nói bận áo 2 giây. Rồi, đã vậy á, thằng á, u hói 70 nữa, nham nhở nữa, đi vô chợ mua á, không mua gì hết á, ha. Mấy người á, mấy chị trong chợ nói, trời ơi, vô quay quá trời quay luôn mà không chịu mua ủng hộ giùm cái gì hết trơn á, mua quá trời luôn. À, cái á, mới cầm 2 con tôm kêu chị đó dơ lên đi, dơ cao mới mua á nha, để cho ổng quay được cái ngực á, ổng mới mua, trời ơi, nham nhở hết sức luôn đó quý vị. Ông bà cô chú bác biết không, em nghe nói á, ha, là hồi trước á, clip, mấy cái clip trước của nó đó, video trước á, ha, nó mua một cái khoe, nó mua một cái tivi bự luôn để trong nhà nó. Ha, để nó coi phim. Nó coi phim á 18 cộng, trời ơi, u hói già 70 đó quý vị. Đó. Trời ơi, quen cặp với hả cái hả có vợ rồi mà bỏ vợ, anh biết không, bỏ vợ bỏ con đi theo cái con á, ha, cái con á gái trẻ bỏ vợ con. À, mà cái con á
chùm cuối sân si này á, nó cũng có chồng rồi. Mà chồng nó là chồng nó là đẹp trai nha, chồng nó trẻ nha. Nó nói với em á là chồng nó á, cái gì biết không? Chồng nó là bằng tuổi nó đó ha, còn trẻ lắm mà hiền nha, đẹp trai lắm. Mà có một cái đó, em nói ủa, nếu mà chồng hiền như vậy mà tại sao mà đi bỏ? Ha, thì nó nói á là ha, tại vì á ổng nghèo. Không có nhà cửa, nghèo là anh biết không? Tại vì nó nghèo nó mới có chồng nghèo. Con chồng cuối nó nghèo thì nó mới lấy được con chồng nghèo, hiểu không? Môn răng hổ đói với nó. Thì á được cái ông già ô hói 70 này ha, thích nó. Ô hói 70 á, ít nhiều gì á chia tài sản ra vợ trước á thì cũng còn được một căn nhà. À, mà căn nhà đó không biết có góp xong hay chưa thì mình không biết. Có ra xong chưa thì mình không biết cái chuyện đó. Nhưng mà trước mắt thì á là nghe nó là có một căn nhà. Nói gì cái căn nhà đó ha, mà nó năn nỉ thằng chồng trước của nó, nói chồng trước nó thôi bây giờ ký giấy ly dị với nó đi, để cho nó đi với ông này ha, để cho nó đi theo ông này để mà có cái tương lai đó. Quý vị tham sang phụ khó ha, trời ơi, như vậy á chồng của mình nó nghèo thì hai vợ chồng mình làm nên sự nghiệp, đúng không? Có cái gì đâu, còn trẻ còn khỏe thì còn sức mà làm, đúng không? Có chồng có con rồi thì phải đùm bọc nhau mà sống. Nghèo cũng là chồng của mình, còn đằng này ông kia ông già rồi, ông giàu thì á ông cũng là chồng của người ta ha. Nhưng mà cũng vì cái chỗ mà cái căn nhà đó quý vị, nó hám tiền nó vậy đó, vì cái căn nhà đó rồi bỏ ông chồng trẻ ha. Mà nó nói á, trong lòng á, em biết cách nó nói chuyện á với em á, là trong lòng nó còn thương cái thằng chồng trẻ lắm. Ha, nó nói khen á thằng chồng trẻ là đẹp trai nè, giờ hiền nè đó, mà tại sao hiền mà lại đi bỏ người ta hả? Tại vì căn nhà thì quý vị nghĩ đi, nó hám tiền như vậy, tình nghĩa phu thê vợ chồng mà nó còn bỏ được nữa thì mạnh thường quân là cái gì đâu, đúng không? Đương nhiên á là nó kêu gọi tiền xong, đúng không? Nó vì cái tiền đó thôi, nó kêu gọi tiền xong rồi nó quẹt mỏ ha, nó kêu thê người thê le le cái đồng bọn của nó, nào là Tùng Nguyễn rồi TT443 rồi Trúc Minh Tê ha, rồi cái đám Tàn Dư Đạt Quận 8, Mara Dương, cái con Mara Dương, bây giờ cái con Mania Dương này, con Kim Nguyễn á, là con chùm cuối với lại con Lê Lê 61 đó. Hôm qua nó nói cái clip á, nó nói cái câu mà con Lê Lê nó nói á là đó, nó đi xuống suối ha, nó gặp ai yêu cư là nó sẽ sắc người đó luôn. Cái câu nó sắc á. Có lần á, em nghe chị Kha Đinh Đỗ chị nói á, trong cái livestream nào của ai đó ha, có Mê Đi Dương vô nó kêu á là sắc mà Kha Đinh Đỗ đi. Đó, cái đó mà đi ra Dương á, nó kêu sắc Kha Đinh Đỗ đi. Hôm qua con Lê nói chuyện, nó nói mà nó hố hàng cái câu nói của nó, cái câu comment của nó ra luôn. Nó nói ra cái câu mà sắc nó, nó xuống nó sắc người ta. Nó sắc, nó ai quay phim vô cơ là nó sắc. Mai Đi Dương á là cũng là con Lê Lê luôn. Con Lê Lê luôn. Con bé Sinh cũng là Lê Lê luôn. Thấy không? Em nói đúng mà, hồi trước bé Sinh vô chửi chị Kha Đinh Đỗ anh. Trời ơi, lấy clip của chị Kha Đinh Đỗ ha, lấy phim của chị Kha Đinh Đỗ đăng lên một đàn á thì á chạy vô chả xạo làm quen khen ha, bởi đích chị Kha Đinh Đỗ, lấy clip của chị Kha Đinh Đỗ đăng lên lấy view rồi nọ kia xong cho đã đời ha. Một mặt á thì lấy cái nick khác vô chửi chị. Trời ơi, em chưa từng thấy cái con nào mà nó trơ trẽn mà cắt đó chân á. Ha, rồi á ha, giờ nói á, người ta mua á view á là bẩn, mà bây giờ á cái con bẩn Lê Lê 61 là con bẩn nhất á chứ với chị ha. Con bẩn nhất á, bây giờ nó đang mua view mua sập luôn đó. Nó nói người ta mua view mua sập mà bây giờ nó đang mua đó, trong vòng một tiếng á nhảy lên 1,350 sập luôn á, đứng luôn nguyên nhà luôn. Tới nay anh ngủ dậy bây giờ cũng vẫn còn cái view, cũng vẫn còn gì đó, thấy không? Dứt chiều một tối lần. Em về em bấm vô á, kênh em coi thì á, em coi mấy anh em á thì nó có hiện á, cái kênh của nó đề xuất qua bên em thì em bấm zoom coi con này bữa nay nó làm gì rồi ha, nó tới đâu rồi, nó bò tới đâu rồi. Trời ơi, quý vị, em thấy có hả 720 sập à. 720. Trời đất ơi, đâu cái mình mới vừa xay qua đi nấu cơm nước để ăn, trời ơi, có 1 tiếng đồng hồ thôi
lên tới ngàn mấy luôn. Mà nhìn lại cái view, cái video mới up lên coi, trời ơi, cái view mới up lên thì có 100 mấy view à, mà tới 600 mấy sập vô cho nó, ở đâu ra? Thì bây giờ so cái bây giờ mà nó im từ tối tới giờ luôn, không có lên nữa anh. Đúng rồi. Từ tối mình thấy á, ví dụ khán giả bây giờ vô coi cái kênh đó, ví dụ anh biết không, nếu mà nó mua sụp như vậy á, cộng đồng mạng á, mấy người khán giả mà báo lên cho công ty á, YouTube biết á, là nó mệt á, đó report báo vô á, nó ăn gian á, không được như vậy đâu. Bây giờ nó muốn bực, nó muốn đang chuẩn bị bực kiếm tiền đó, đúng không rồi. Đó mọi người á, report báo vô cho YouTube á, YouTube hay lắm, người ta điều tra biết mà. Đó mà con Phượng á, nó thương vô cư quá ha, mà con Phượng á quay á vô cư anh Phúc không cho quay, mà nó không dám lên tiếng. Mà con Hằng và Hương thì lên kiếm chuyện hoài, mà nó lên kiếm chuyện nó không làm gì được con Hằng hết trơn á, nó nói giết không ăn nghe hết trơn á, phải mua quy mua sụp luôn. Đó mày giỏi, mày đưa cái bằng chứng nào, mày đưa con Hằng ủ tờ, mày đưa con Hằng ra pháp luật giùm tao cái coi le le hả. Thậm chí mà bữa hôm mà đi lên mấy phiên tòa, nó nói á là mấy người á là phải coi như là người nào mà phải có cái key number á ha, là mới được đi lên tòa để mà nghe phiên tòa xử. Trời đất ơi, sợ người nào phải có key number mới vô được phiên tòa nữa anh. Ủa hai chồng tao đâu có nói là hai chồng tao có khi nên bời đâu, mà sao hai chồng tao cũng đi vô chổng ngồi cho vậy. Rồi mấy chị kia cũng đi vô luôn kìa. Hả, nó có chị áo hồng nữa cũng đi vô nữa, rồi mấy người khác nữa, ba xạo giúp nó xạo nó giúp láo. Bởi vì người ta tẩy chay phải không, không ai coi về phải mua sụp mua wheel luôn, dơ tới chở đó. Chúng luôn á. Rồi nè, nhớ nha, 500 của ông xã Nhi á, đi xuống suối á phát quà cho anh em vô cư, phải nói là của ông xã ha, với Nhi ha, của anh hai đó, của anh hai á. Rồi không cần đâu em, miễn lấy 500 đó mua bánh mì đó, xuống suối đó, chào cho mấy anh em vô cư được rồi. Vậy á, nhớ nha, nhớ phát á, 500 á, còn làm cái vụ đó thì nó thiếu nợ thôi. Nó thiếu nợ mất suốt đời luôn á, chứ nhục nhục là chị nhục là phải nhục rồi, nhưng mà thiếu nợ suốt đời luôn, tại nó thương vô cư mà. Thì mình phải cho nó cơ hội để nó phát quà cho anh em vô cư, để cho ta ấm lòng mùa đông chứ. Mà nó không làm, nó phải mắc ở suốt đời đó. Nhục là nó phải nhục rồi ha. Rồi á, nói gửi lời cho con nhỏ bạn á, con nhỏ bạn cái bè á ha, của mày luôn á, le le, trả tiền lại cho anh Mí 400 á ha. Anh Mí là vô cư đó, mà lấy 400 của Mí tới bây giờ đành đạn dễ sợ luôn. Tụi nó thương vô cư ha. Lên tiếng gì vô cư không à, mà lấy mang cái danh nghĩa là thương vô cư kiểu đầu, rồi kiểu sao nguyên dọc từ đầu clip tới cuối clip là không có giúp gì vô cư hết trơn á. Toàn là lên chửi người ta, vô khống người ta không à ha. Đó mà á, vô cư là anh Mí đó, mà tại sao gửi Mí đi khách sạn còn lấy luôn tiền có Mí 400 tới bây giờ. Anh Mí anh lên clip á ha, anh lên kênh á, ảnh kêu yêu cầu á là con á, bạn chi kỷ của á, con le le là trả lại số tiền đó cho ảnh. Mà không trả luôn, tới bây giờ không trả luôn á quý vị, chơi chẽn tới vậy á. Trời đất ơi, à, ngày nào cũng lên kiếm chuyện ha, với bà Hương Hằng đó. Bây giờ á ha, con á Phượng chùm cuối á, nó đi ra nó quay đó, mày nhớ mày lên mày kêu tên nó ha, kêu tên tuổi nó ra đàng hoàng nha. Đó, nói nó là đừng có quay anh em vô cư nha, có quay mày quay cái đầu á, đừng có quay cái mặt nha, để quay cái mày, cổ kẻ xuống thôi, quay cái mình thôi, dám quay tao quay chi kỷ của tao á, thằng chi kỷ của tao cũng hút nè. Thấy không, tao quay cái mình của nó thôi, tao không quay cái mặt. Đó, dám nói hả, dám nói á, sợ không có gụ đỏ nè. Mà nhớ nè, còn cái câu cuối này nhắc lại nè, nhớ đi uống thuốc nha, chưa chứ lên á xàm nhiều quá rồi ha, xàm quá rồi, sân si quá, phải uống thuốc đi khám bác sĩ ha, chứ biết đâu chừng á ha. Trời ơi, mùa đông á mà mày á, mày chạy ra như nhộng á, để mày cảm nữa, tội nghiệp mày lắm á ha. Uống thuốc đi đó, chẳng như nhộng le le 61 mắm thúi Kiên Giang đó. Trang lờ le le 61. Trời ơi, mày nói mày đăng hình của người nào lên nữa, mày giỏi mày đăng lên đi. Trời ơi, nói không à, cái miệng mày nói không dám làm đó. Đăng lên luôn đi. Trời ơi, hâm he người ta đủ thứ á, rồi đi xuống hạ suối hạ vũ bè của nó, mấy cái đám của nó là chuyến này là xuống suối, tuần sau xuống suối là mấy cái đám đó đi xuống muốn hành hung người ta rồi ha. Đó, camera ở dưới suối là cũng có hết trơn á ha, mấy anh em đều ở dưới á, người ta cũng quay nhiều lắm. Em rảnh em cũng đi xuống nữa đó quý vị. Tuần sau em rảnh à ha,
em xin thủ ngày nào đó em sẽ xuống đưa ngài lên đi. Lê Lê ơi, mày phải đưa cái ngài lên, mày muốn đi xuống mày đập điện thoại người ta, mày phải đưa cái ngài lên để tao biết cái ngài đó chứ, phải không, để chính xác đi tao sắp xếp. Rồi hôm nay mình chia sẻ tới đây bà cô chú bác trước nha. Em chúc quý vị chuẩn bị đón cuối năm rồi, quý vị ơi chúc quý vị luôn mạnh khỏe nha, và chuẩn bị đón Tết vui vẻ nha quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye, bye, bye.